khách sạn nhiều. À. Rồi, tạ tơi, tơi tạ. Sơ sát. Đó, cho thuê, có thang máy, có ghế tình yêu. Ồ, có một cái thùng xốp. Đá nó lên lề đi. Đi vào cái con đường này là đường số 7. Đây là đi ra lại khu Trung Sơn luôn đó. Đây là cái khu con đường nhiều khách sạn bậc nhất khu Trung Sơn này. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 8 giờ 35 phút buổi sáng ngày 25 tháng 5. Và hôm nay trời mưa tầm tạ luôn anh chị. Mới sáng sớm mở mắt ra là bắt đầu bao mù rồi. Em đang đứng trên con đường Nguyễn Hữu Thọ, phía sau lưng của em là ngã tư Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ. Bây giờ đang xây cái hầm chui đó anh chị, hướng đi về huyện Nhà Bè. Và cái hướng đi thẳng này lên là chúng ta đi tới Lớp Tơ, quận 7, khu Him Lam, lên cầu Tân Tẹo, quận 4. Những cái quán cà phê ăn sáng thì sáng hôm nay là coi như buồn thiếu luôn rồi anh chị. Vừa trong cái giai đoạn dịch bệnh mà vừa trong cái cơn mưa như thế này. Một ngày mưa gió của Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa rồi. Em sáng nay cũng xin mời cô bác anh chị cùng với em ngắm cảnh mưa Sài Gòn ha, cảnh bà con mình đi làm. Xe máy, xe ô tô chen chúc nhau. Đây, cái khung cảnh ở đây thì nó hơi buồn. Tại vì bây giờ các bạn sinh viên bên trái em có trường Tôn Đức Thắng này, người ta nghỉ hết rồi. Cho nên là những cái quán bán hàng đối diện trường đây người ta cũng dẹp luôn. Đó, đặc biệt là trong cái mùa dịch thì không có tụ tập nữa anh chị. Em xin chúc cô bác anh chị và các bạn có một buổi sáng tốt lành và có nhiều niềm vui, đặc biệt là nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Hướng này em đang chạy về Lát Tê, quận 7. Trời, cái cơn mưa này có vẻ là mưa khắp Sài Gòn luôn. Không biết ở những cái vị trí khác như thế nào. Nếu mà cô bác anh chị có sinh sống ở Sài Gòn thì có thể để lại dưới cái clip này một cái comment nha, để cập nhật thông tin nha cô bác anh chị ha. Ở đây thì bây giờ em sẽ mời anh chị chạy về một cái khu toàn là khách sạn thôi, khu nhà giàu của Bình Hưng, huyện Bình Chánh, người ta gọi là khu Trung Sơn. Cái mùa dịch á, thì anh chị biết là khách sạn này, nhà hàng này, karaoke, các cái quán bar, quán bia club thì nó ảnh hưởng rất là nặng nề luôn. Đây có mấy bạn đi bán cà phê dạo. Đó, mấy bạn trẻ bây giờ chịu khởi nghiệp lắm anh chị. Con đường Nguyễn Hữu Thọ này thì nó là một con đường giàu nhất của Nhà Bè ngày hôm nay. Với những cái nhà cao tầng, chung cư, rồi biệt thự. Đó, trời mưa mù mịt anh chị ha. Ở phía trước anh chị là một loạt những cái căn hộ cao cấp của Novaland, ngay cái ngã tư con đường Nguyễn Thị Thập và Nguyễn Hữu Thọ đó. Em sẽ quẹo trái trên con đường Nguyễn Thị Thập để chạy qua cầu Him Lam. Chúng ta đi về cái khu nhà giàu của Bình Chánh. Và đó cũng có thể là khu giàu nhất của Bình Chánh. Trời mưa thì lại càng vui anh chị, mát mẻ. Đi ngắm mưa Sài Gòn. Sài Gòn hai mùa mưa nắng. Cứ mùa mưa rồi mùa nắng thôi, không được như những cái khu vực phía Bắc thì có xuân hạ thu đông rất là rõ ràng. Còn Sài Gòn mình thì cứ hai mùa mà chơi tới thôi anh chị. Phía trước đây là chúng ta tới cái khu vực con đường Nguyễn Thị Thập và con đường Nguyễn Hữu Thọ. Sáng hôm nay thì chắc tình hình Sài Gòn ở khu vực nào cũng y chang như vậy. Mới sáng sớm đọc báo em thấy ở khu vực quận Bình Thạnh, đường Bùi Đình Tý có xảy ra một vụ cháy. Không biết là tình hình như thế nào, tí xíu nữa có thể xong cái clip này em chạy qua. Tuy nhiên thì trời mưa như vậy cũng rất là may mắn.
Nếu mà mấy anh cứu hỏa chưa vào kịp thì cũng có cái cơn mưa to như vậy đỡ đi phần nào. Đó, ở đây là phía bên phải em là Lotte, quận 7, đường Nguyễn Thị Thập. Chúng ta đi về khu công nghiệp Tân Thuận, đường Nguyễn Văn Linh. Còn bây giờ thì em xin phép quẹo bên tay trái, chúng ta đi vào cái khu dân cư Him Lam nè. Đó cũng là một cái khu nhà giàu của quận 7, rất giàu anh chị ha. Với những cái nhà tới 7-8 tỷ đô, 7-8 triệu đô là chuyện bình thường anh chị, những căn nhà mặt tiền ở đây nè. Những căn nhà mặt tiền ở đây giá rất là đắt đỏ. Hướng này chúng ta đi qua một cái tàu gọi là tàu Him Lam, rồi chúng ta đi về khu Trung Sơn. Đối với cái tình hình dịch bệnh của Sài Gòn mình vài ngày gần đây thì không có cái ca nhiễm mới. Đúng rồi, hôm qua có một ca nhiễm mới, một bé 18 tháng tuổi, cháu của cái bệnh nhân mà ở ngay con hẻm Ve Chai 287 Phan Đình Phùng năm xưa, Nguyễn Đình Chiệu ngày hôm nay đó anh chị, là có cháu bé đó cũng bị dương tính hôm qua mới công bố. Đó thì cũng rất may là cũng được cách ly từ ngày đầu rồi, cho nên là cũng không có lây nhiễm cộng đồng gì nhiều. Rồi bây giờ em đi qua cái cầu Him Lam, mời anh chị chạy về cái khu Trung Sơn, Bình Chánh. Rồi mấy cô bán đồ xung quanh hai bên cũng vất vả quá anh chị ha. Trời mưa ướt lem nhem. Đây, cầu này là cầu Him Lam. Đó, ở phía dưới cầu Him Lam thì có một khu xóm nghèo của quận 7 anh chị. Cũng nghèo lắm, nói chung nó lụp xụp và nó hun hút những con hẻm. Hôm bữa em có đột nhập một lần, tương lai không biết như thế nào. Rồi chúng ta đi qua cầu Him Lam anh chị. Cơn mưa Sài Gòn, anh chị có nhiều cái kỷ niệm về nó hay không ha? Đối với em thì những cái mùa mưa như thế này, hồi nhỏ ở quê á, thì thường là có rất là nhiều cái kỷ niệm, những cái buổi đi chăn bà, rồi những cái buổi đi cạo lúa, đi phơi lúa, rồi trời mưa á, rồi chạy quắn đít luôn chị, cạo lúa luôn, không kịp. Hồi đó là cứ mỗi đứa như vậy á, là coi mỗi cái sân, coi một cái sân. Hồi đó lúa nhiều lắm anh chị, trồng lúa lúc nhỏ em ở quê trồng một lần phơi 3-4 cái sân hàng xóm. Cứ một đứa như vậy là canh một sân, cái trời mưa là tha hồ mà kéo thôi. Hồi đó thì em thường học bài và đi lúa, rồi coi lúa cho ba mẹ lúc nhỏ đó, buổi đi học, buổi đi làm nông mà anh chị. Thường thường những đứa trẻ ở vùng nông thôn quê đó thì nó đi làm rất là sớm. Đây chúng ta đã đặt chân tới vùng đất Bình Chánh, nó là khu Trung Sơn. Em xin phép được bật cái vòng xoay ở ngay vị trí này nè. Anh chị để ý có một cái bùng binh. Cái vùng bên này bên phải thì chúng ta đi lên cái cầu Tân Sáng, chúng ta đi qua Dương Bá Cạc quận 8. Bình thường ở đây có rất là nhiều quán ăn vỉa hè. Trời mưa một phần, rồi một phần là dịch bệnh, người ta nghỉ hết rồi anh chị. Bây giờ Sài Gòn đâu đâu đi đâu thấy cũng rất là buồn. Tuy nhiên thì cái cảnh vật của nó thông thoáng và yên bình hơn, không có xô bồ như trước. Và em chạy về khu Trung Sơn. Đây, ở đây có con đường đâm thẳng ra Nguyễn Văn Linh bên phải của em. Đó, cái khu này là một cái khu nằm lọt thỏm giữa giữa cái vùng đất này, đó, quận 7, quận 8, rồi nó lọt cái nhánh Bình Chánh vào đây.
thì cũng có một số thông tin vui vui. Cái khu này cũng quận 7 cũng hâm he lấy lắm anh chị. Nhưng mà Bình Chánh không nhẹ, tại vì cái khu này nó tạo lên cái nguồn thu cho huyện Bình Chánh rất là nhiều. Đây em quẹo vào đây là đường số 5A vào khu khách sạn, nó tạo nguồn thu cho Bình Chánh rất là nhiều. Nội nhà cửa đây bán giá rất là cao, ngang ngửa với bên khu Him Lam đó, vài chục tỷ trở lên đó anh chị, chứ không ít đâu, một căn tùy cái vị trí đó. Cho nên là cái nguồn thu cho huyện Bình Chánh rất cao, cho nên là đâu dễ gì nhả ra anh chị. Cho cái miếng đất này nó lập thọm ngay cái khu quận 7 với quận 8, nó thèo lèo ra vậy đó. Đó anh chị thấy đây là cái khu Trung Sơn với rất là nhiều khách sạn. Bây giờ người ta tắt đèn luôn, những cái bảng hiệu khách sạn này kia người ta cũng không có bật nhiều nữa anh chị. Mưa không lớn lắm nhưng có vẻ như sẽ là mưa dầm. Những con đường khách sạn ở Trung Sơn cái mùa này thì nó cũng ế ẩm lắm anh chị. Bây giờ dịch bệnh tùm lum, ai mà dám đi khách sạn nhiều. Rồi tạ tơi, tơi tạ, sơ sát đó, cho thuê có thang máy, có ghế tình yêu, tha hồ luôn. Trời ơi mưa tầm tạ anh chị ha. Cái khu Trung Sơn này bình thường thì nó đã vắng rồi, ví dụ như em chạy xe vào đây thấy nó ngại lắm anh chị. Mấy ông bảo vệ ông ngồi ở phía trước khách sạn thấy ông cứ ngó mình, tại vì ít người vào đây lắm. Thường cái khu này á cặp cặp người ta chở nhau vào đây, người ta kiếm khách sạn người ta ở đó. Chứ còn mà người bình thường ít ai vô đây lắm tay, tại vì ở đây thật ra nhà người ta cũng không có phải là nhà dân ở nhiều. Ở đây là cái bờ kinh đây, cái bờ kinh đó anh chị. Nhìn qua bên kia nó là cái khu xóm quận 7, bên kia bờ kinh là khu xóm quận 7, mà cái khu xóm đó là nó nghèo nghèo anh chị, xóm rác lớn ve chai nhiều lắm. Bên bờ sông này là thuộc huyện Bình Chánh. Cái con kinh phía trước đây người ta gọi là rạch ông lớn đó. Và ở đây nó là một cái công viên, và mỗi cái buổi chiều chiều hoặc sáng sáng rất là nhiều người ngồi uống cà phê. Em cũng hay đi cái khu này vào những cái ngày trời nắng, anh chị để ý anh chị cũng thấy. Hôm nay thì mưa gió tầm tạ như vậy, nó vắng tanh ha. Tống Phương, nhà ở đây thì khu này đối diện bờ kinh cho nên là toàn là biệt thự không. Đó, còn những cái khách sạn ở đây thì nó nằm ở phía trong, kề kề cái mặt đường á. Và giờ cạnh tranh nhau giá nó cũng rẻ lắm anh chị. Một tiếng 50, 70, 2 tiếng thì nó rẻ hơn nữa, thuê qua đêm thì rẻ hơn nữa. Những cái villa, bầu trời xám xịt, anh chị thấy là hầu như chúng ta thấy là không có người luôn á. Mưa này thì ai ngồi phía trước đâu. Đây có một cái quán bên phải em nè, không có một bóng người, ghế người ta xếp lại người ta cất luôn. Còn con đường này là con đường ăn uống nhiều nhất ở khu vực Trung Sơn, rất nhiều quán ăn, hotel, cát. Trời mưa thôi đưa anh chị đi dạo mưa rồi sẵn tiện cập nhật cái tình hình khu Trung Sơn này luôn. Một vài cái khách sạn người ta có đỏ đèn các cái bảng hiệu lên, còn lại đâu thì vắng vẻ anh chị ha. Wow, cơn mưa bắt đầu lớn nữa, mát ghê á anh chị. Mưa thế này thì dễ buồn lắm anh chị, buồn đi vệ sinh nhé. Đây các quán cà phê thường người ta hay kèm luôn cả quán ăn. Tại sao em nói buồn đi vệ sinh? Tại vì trời nắng á thì mồ hôi nó ra được nhiều. Em đi quay á em thường bị như vậy lắm,
mà trời mà mưa lạnh lạnh á, hoặc là lạnh lạnh không có nắng á, trời ơi nó màu buồn lắm. Vui một tí thôi anh chị, đường xá nó trống trơn cho nên là kiếm gì đó vui vui. À, nhà cửa đây người ta đóng cửa ở trong nhà hết, bây giờ chùm mền ha, chùm mền kiếm đậu phộng rang rồi làm lon bia ngồi coi bộ phim đó. Nhưng mà bây giờ là ngày thường mà chắc là phải đi làm thôi chứ không có đến nội ngồi chơi được đâu. Ở khu này thì nó vắng tanh á, em cứ chạy lòng vòng ở đây thôi, tại ở đây nhiều đường lắm. Nói chung nó dạng như bàn cờ vậy đó anh chị. À nãy giờ em cũng quên đi theo cái chiều hướng ha, cứ chạy lung tung rồi hồi cô bác anh chị tách em chạy lộn xộn. Nhưng mà cái khu này thì nó đang xen nhau như vậy, nhiều vị trí lắm. Em chạy ra phía ngoài đây là con đường chính này. Đây, con đường chính này. Bây giờ em sẽ đi một đường thẳng từ trên xuống dưới ha, bắt đầu từ cái vòng xoay. Đây, em rẽ phải, rẽ phải hướng này là lên với cái bùng binh đó anh chị, bùng binh khu Trung Sơn nè. Các quán ăn, quán phở, nước mía rồi ở đây, bùng binh khu Trung Sơn. Và có cái cầu canh sáng để đi qua đường Dương Bá Tạc đó, anh chị thấy cái bầu trời Sài Gòn chưa? Mưa này thì mưa tới trưa luôn cũng có thể. Đó, qua cầu canh sáng là tới đường Dương Bá Tạc. Em bật vòng xoay em đi thẳng xuống hướng huyện Văn Linh nha. Trời bắt đầu sáng hơn rồi, hy vọng là cũng hết mưa sớm, bà con mình bớt vất vả. Vất vả ngày mưa đó anh chị. Rồi, ở đây có một khu xóm nghèo bên mé tay phải em, nghèo lắm. Khu lụp xụp, chắc là đất đai cũng nằm trong diện quy hoạch hết rồi mà tại chưa làm thôi. Đây, con đường này thì chạy ra đường Nguyễn Văn Linh. Đó. Wow, sáng sớm. Con đường này thì ngày thường nhiều người buôn bán bằng những cái xe đẩy lắm anh chị. Những cái xe bán chuối, bán dưa, bán bánh mì, bán nước. Con đường này có tên là đường 9A. À, số 9A, số 9 hay sao? À 9A đúng rồi. Đó, anh chị thấy cái những cái xe người ta bán đồ ăn ở bên đường không? Rất là tiện lợi, bà con mình cứ chạy ngang đó rồi đắp vào mua bánh mì vừa đi vừa gặm. Rồi, mưa lớn anh chị ha. Đó, đi thẳng hết cái con đường này thì chúng ta chạy ra đường Nguyễn Văn Linh, ra cái cầu nước mênh mông, nước lênh láng, ra cái cầu đó là cầu Rạch Ông Lớn thì phải. Ở đây những cái khu nhà mặt tiền ở đây người ta đóng cửa, người ta cho thuê nhiều lắm anh chị, kiếm không ra người thuê. Cơm sườn Trung Sơn 25.000. Đó, những cái khu nhà phía trước đây nè, anh chị thấy không, đóng cửa hết, không có công ty gì luôn á. Và trời gầm đùng đùng. Phía trước anh chị đây, bên máy tay phải em thì có một cái khu căn hộ chung cư mới hoàn thành khoảng 1 năm trở lại đây. Cái khu này là cái khu Bình Chánh, nhưng mà giá của nó là giá quận 7 anh chị nha. Khu chung cư ở đây đắt đỏ lắm, mới xây nè. Đó, chung cư ở đây bây giờ giá có giá căn 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh thì nó tầm 3 tỷ 7 tới 4 tỷ một căn ở vị trí này. Đó, em ước chừng thôi, tại ngày xưa cách đây 1 năm em có vào đây em xem nhà thì lúc đó nó cũng đã 3 tỷ thì tỷ 4 đến 3 tỷ 6 rồi. Bây giờ giá nhà chung cư nó sẽ lên, mặc dù trong mùa dịch á, nhà đất nó sẽ nhà cửa nó khó bán hơn anh chị, nhưng mà người ta không có cần gấp, không bán người ta đợi đó à, chứ giá nó không có xuống. Rồi ở đây thì có nước rồi, ui trời ơi, có mấy chú chạy xe máy bạo quá, nước sâu chạy từ từ lại, nó tạt những người xung quanh ướt nhem hết.
qua. Wow, chỗ này nước quá trời nè anh chị. Đó. Trời mà mưa như thế này lâu lâu một tí là ngập nước dữ lắm. Nhiều tuyến đường rồi Sài Gòn nó ngập. Ở dưới Thủ Đức thì nước nó chảy xiết và nó sâu nhưng mà nó nhanh rút anh chị. Còn ở Sài Gòn phía trên này nè, trung tâm đồ gì đó, nước mà ngập đó, nó lâu rút lắm. Đường cống rồi gì kia nó cũng bị chặn rác đồ này nhiều lắm cho nên là nó lâu rút. Đây đường Nguyễn Văn Linh, phía trước anh chị đường Nguyễn Văn Linh. Còn em quẹo qua đây, đi qua cái khu vực bờ sông Rạch Ông Lớn hay khu Trung Sơn. Con đường này em quẹo ngược lại là chúng ta đi ngược lại cái bùng binh khu Trung Sơn đi qua Dương Bá Trạc quận 8. Đây có những khu cà phê trời, cà phê ghế đôi cho các cặp đôi mới yêu nhau hay mới hẹn hò hay là vợ chồng cũng được. À. Rồi mấy cái quán ăn bên đường, cháo lòng, cháo lòng trời mưa như thế này không có kiếm ra khách ăn cháo lòng luôn á. Đây em quẹo ra đây có quán bốn ròm nè, đó là quán này là em thấy để cái hình của chú Hoài Linh đó, quán bún ngọc, bún bò, rồi nước quá trời. Đây cái khu này là cái khu bờ sông Rạch Ông Lớn với những cái quán cà phê đó. Bên trái em là những cái ghế mưa ướt, ít người lắm, không có người ngồi cà phê. Bên phải là những cái xe máy người ta dựng, nhìn nó cũng sơ sát ha. Bán đất bán nhà gì tứ lung tung. Ồ nước quá trời. Đó em chạy như vậy là bao quanh cái khu Trung Sơn, ngoài cái bờ sông. Ồ có một cái thùng xốp đá nó lên lề đi. Mưa này thì mặc áo mưa chủ yếu để che cái cặp cho nó khỏi ướt thôi anh chị. Đây có một số cái nhà hàng. Chứ còn mà mưa này thì kiểu nào mặc áo mưa cũng bị ướt. Cà phê container. Ở đây toàn những cái khu biệt thự nhà giàu không anh chị. Xe ô tô người ta đậu trước nhà, trong mấy cái khu này thì người ta đậu xe như vậy á, không có đưa vô trong nhà cũng được anh chị. Mấy khu khách sạn bây giờ người ta đóng cửa hết trơn cái trọi rồi ha, nhìn nó điều hiu quá trời luôn nè. Ở đây là cái trường quốc tế. Chúng ta đi thẳng và chúng ta ra lại cái con đường số 9 lúc nãy em đi, con đường 9 em đi đó anh chị. Còn bây giờ thì em sẽ đi theo chiều ngang một tí xíu ha. Đây là con đường mấy quán cà phê ngồi uống trú mưa cũng vui. Đây là con đường số 8. Đó, một số quán cà phê có mấy người đục mưa, trú mưa. Cái cuộc sống của bà con mình trong mấy cái cơn mưa thì nhiều khi nó cũng thú vị lắm anh chị. Bán buôn, những là đặc biệt là những cái khu chợ đó. Đây. Khu này là khu khách sạn mà.
Wow, mấy khu biệt thự to to không hả? Nhà đâu nhiều khi 500 mét vuông, cả ngàn mét vuông ở đây có nhiều căn nhà to lắm anh chị. Thấy khiếp khủng, khủng khiếp. Khách sạn nè. Ở đây chúng ta đi ra cái chân cầu Him Lam nè, đó một số khách sạn nè. Không mà trời mưa mưa này tính ra nếu mà không có dịch bệnh á, nhiều bạn trẻ cũng thích đi khách sạn lắm anh chị. Trời mưa này đi nó ấm gì đâu. Chứ trời nắng vào bận mới lạnh nhiều, sinh bệnh thêm. Ở đây có một cái miếu, người ta vẽ được rồi, cũng rất là đẹp ha. Đây có một cái công viên, trời, đường số 1B, công viên nho nhỏ. Đó, anh chị thấy không? Trong cái cơn mưa, nhìn nhà cửa đồ, nó cũng thú vị chứ anh chị ha. Đó là một trong những cái lý do mà em cũng rất là thích đi ngắm mưa Sài Gòn. Đôi khi vui lắm, nhìn nó vắng vắng như vậy chứ. Nó có nhiều sắc màu cuộc sống. Đây một số quán cà phê. Khách sạn còn phòng đây. Có thang máy, có nước suối miễn phí. Wow, mấy khách sạn to to không? Cái này mình ra bờ sông rồi. Đây, khu này có một số quán ăn. Văn tanh, xếp ghế lên cấp hết rồi. Bên trái em có khu biệt thự to đó anh chị thấy không? Ồ. Biệt thự Quỳnh Vân. Chà. Không biết có ai nghệ sĩ nào ở đây là Quỳnh Vân không? Giờ mấy nghệ sĩ thường thường khá là giàu anh chị. Biệt thự hàng trăm tỷ là chuyện bình thường. Đó. Mưa tầm mưa tả. Đối diện với cái khu Trung Sơn này nó còn một cái khu biệt thự nữa anh chị. Ở đó thì toàn là biệt thự không thôi. Không ít quán ăn, ít nhà phố rồi đó. Toàn biệt thự không. Ở bên kia, đối diện. Wow, mưa thật là lâu. Anh chị thấy không? Trời, mấy chú đi bán chuối nướng, rồi bánh chuối rồi đó. Mưa như thế này, khỏi bán luôn. À, hướng này chúng ta ra con đường 9A lại nè. Đây có một cái bệnh viện Đa Khoa Nam Sài Gòn. Nam Sài Gòn là cái tên, là cái hướng Nam anh chị. Chứ không phải bệnh viện này là của dành cho Nam đâu. Hôm bữa có một bác có hỏi, thì cái tên của nó nhiều khi gây cũng nhầm lẫn lắm. Bệnh viện Đa Khoa Nam Sài Gòn. Do người đọc nữa anh chị, bệnh viện Đa Khoa Nam là thấy sai rồi đó. Em xin phép quẹo vô con đường này nha. Ở đây có quán người ta đóng cửa luôn, khỏi bán. Sáng mưa. Đây, hướng này thì đi vào cái con đường này là đường số 7. Này là đi ra lại khu Trung Sơn luôn đó. Đây là cái khu con đường nhiều khách sạn bậc nhất khu Trung Sơn này. Khách sạn mùa dịch nhiều khi cũng nguy hiểm lắm. Đi vào đó 3 bữa xong thấy công bố khách sạn đó bị dịch. Có người dịch vào cái tự nhiên bắt đi khai báo. Cái mấy anh mà có vợ con rồi cái lòi ra mới đi khách sạn về. Tan nát gia đình. Đúng là cái con virus này nó làm tan nhà nát cửa. Mấy ông đâu có dám khai báo đâu anh chị. Khai báo ra một phát đó là hả? Vợ đập khỏi nhà liền. Tay viện karaoke ôm nữa anh chị. Mùa dịch này có nhiều chú dính lắm. Cà chua, bắp cải, tôm tết, dăm, thịt dây, măng, khoai mỡ,
đi bán rau đó anh chị. Bán rau bây giờ trời mưa mà bán chợ được mấy người mua đâu, phải kéo vào những cái khu dân cư như vậy có người mua. Đây con đường này là con đường đi qua cầu Him Lam, đi qua quận 7 rồi đây. Đó. À, đây là con đường Nguyễn Thị Thập. Nguyễn Thị Thập là mé bên phải đó. Mé bên trái thì chúng ta đi khu Him Lam, đi về đường Dương Bá Trạc, quận 8. Trời ơi, trời còn mưa rất là nhiều đó. Hướng này chúng ta đi lên đường Nguyễn Thị Thập nè anh chị. Nguyễn Thị Thập. Wow, ở đây một vũng nước to, cô bán dừa. Em quẹo vô đây cái ha. Cầu này cầu Him Lam đi qua quận 7 đó. Em thử coi chạy cái hướng này là nó đi về đâu. Ở đây khách sạn nhiều quá nè. Hướng này thì chúng ta đi xuống cái dạ cầu. Nhưng mà cái dạ cầu này hình như không có thông. Đây xuống đường số 3. À, ồ, đây là cái miếu đó, có cái miếu ở đây nè. Đường số 7. Wow, đường mình đường số 3. Trời ơi, cái biệt thự to quá anh chị ha. Khách sạn, mấy khu khách sạn. Sam, Hotel Sam. Mưa buồn anh chị, rất buồn, nhìn buồn thiêu. Thôi bây giờ em mời anh chị đi ra khỏi cái khu Trung Sơn này. Có cô đi lụm tay chai đó. Đi ra khỏi cái khu Trung Sơn này rồi em sẽ đi qua hướng Dương Bá Trạc quận 8. Là bây giờ thì em sẽ chạy qua chợ Rạch Ông, đưa anh chị đi xem cái tình hình buôn bán ở một số cái khu chợ trong cái trời mưa này ha. Nó như thế nào. Đó, buổi sáng của ngày 25 tháng 5 đó anh chị. Chú bán chuối chiên đó. Không phải chuối chiên mà là chuối nếp nướng. Sáng ngày 25, những cô chú, anh chị, những bé đi bán hàng rong trong cái cơn mưa này thì coi như là một ngày thất thu rồi. Em đi ra cái con đường số 9A, con đường chính của cái khu Trung Sơn này. Và cũng xin phép được tạm chia tay cô bác anh chị trong cơn mưa. Mưa thì nó khá là lạnh. Rất là may là em là một người chịu mưa rất là tốt, chịu lạnh rất là tốt. Rồi, nóng thì không chịu được, chứ lạnh là khoái lắm anh chị. Nhưng mà nói chứ dầm mưa hoài nó cũng không tốt cho sức khỏe. Cho nên là em cũng tranh thủ đi ha. Rồi em quẹo hướng này. Rồi lên cái bùng binh vòng xoay đó, cái bụng binh khu Trung Sơn đó, nhà cửa này đóng cửa hết trong cơn mưa này. Rồi em chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày vui vẻ ha, có những cái giây phút thú vị. Cũng thành thật cảm ơn cô bác anh chị luôn đồng hành với Sài Gòn hôm nay, rong ruổi qua những cái con phố. Rồi bây giờ em đi hướng này, em chạy qua hướng chợ Rạch Ông, tham quan chợ Rạch Ông trong cái buổi sáng mưa. Rồi em xin hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn hôm nay. Bye bye. Thank you.